Đúng 3 ngày tới, năm con giáp đón mưa vàng lũ bạc đổ ập về, tiền tài cuộn cao như núi, chính thức giàu to. Hoan hỉ chào mừng quý vị đã quay trở lại và đồng hành với kênh Tử Vi Việt. Vâng, thưa quý vị thân mến, trải đời bao năm chắc hẳn chúng ta đều biết, cuộc sống này vốn dĩ vô thường, những điều xảy ra ngày mai là không thể lường trước được. Chúng ta đều biết, vạn sự vạn vật hoạt động là có quy tắc, bất kể các mùa trong năm hay các ngôi sao dịch chuyển trong vũ trụ, tất thảy đều phải hoạt động theo trình tự và vận mệnh của quý vị cũng như vậy. Chỉ có số ít người nắm được thời cơ phất lên như diều gặp gió, đổi vận giàu sang an nhàn trong chớp mắt. Trong đó, có năm con giáp được hé lộ rằng đúng 3 ngày tới đây sẽ lội ngược dòng thành công, có số được hưởng lộc trời ban, dù đang nợ nần khó khăn thế nào thì 3 ngày tới đây chắc chắn được quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường ban lộc, cát tinh soi chiếu, khiến mọi việc hanh thông thuận lợi, làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào. Trong tương lai nhà cửa cao rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, an nhàn sống hạnh phúc bên gia đình. Vậy đó là những con giáp nào và những con giáp này sẽ có số mệnh phú quý ra sao? Hãy cùng xem luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay quý vị nhé! Vị trí đầu tiên xin chúc mừng tuổi Dậu. Người tuổi Dậu đa phần là người tính cách vui vẻ hoạt bát, đặc biệt thích các môn nghệ thuật biểu diễn. Đồng thời con giáp này cũng là người năng động, hay tham gia các hoạt động thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ. Điều đó khiến cho bạn trở nên nổi bật trong mắt mọi người, nhưng cũng có thể dễ dàng bị kẻ khác đố kỵ, gây ra những trở ngại trên con đường phía trước. Người tuổi Dậu có phần ngây thơ, họ luôn nghĩ rằng người khác cũng tốt đẹp lương thiện như mình, không hề có chút tâm đề phòng, dễ bị kẻ xấu hãm hại cũng là vì thế. Trong cuộc sống, họ không có nhiều tiền bạc cho lắm, nhưng không vì thế mà kém vui vẻ. Tuổi Dậu biết cách làm cho cuộc sống của mình trở nên tràn đầy màu sắc, nhờ thế mà sức khỏe cũng rất tốt, tâm trạng vui vẻ, chẳng mấy khi ưu phiền. Con giáp này là người thông minh và hoạt bát, có khả năng lĩnh ngộ cao, khả năng ứng biến linh hoạt, có nhiều ý tưởng và cách xử lý vấn đề độc đáo. Bình thường có thể không nghĩ xấu về ai, nhưng bản thân tuổi Dậu lại là người rất tỉ mỉ chu đáo, làm gì cũng tính toán trước sau lo lắng cho người khác. Có điều do tính cách của con giáp này khá cố chấp ương ngạnh, không chịu thua bao giờ, nên có lúc bạn khó tránh khỏi được việc tranh chấp mâu thuẫn với người khác. Tuổi Dậu làm việc gì cũng nghiêm túc, không hề lẫn lộn giữa công việc với đời sống riêng tư. Bạn không thích làm việc kiểu đối phó, được chăng hay chớ. Cấp trên cũng đánh giá cao con giáp này bởi khả năng phán đoán tốt, cùng với tài năng lãnh đạo xuất sắc. Tuy vậy, có những lúc tuổi Dậu không coi công việc là tất cả, mà thích cuộc sống an nhàn hưởng thụ những thú vui trên đời. Nên cũng vì thế mà bỏ lỡ không ít cơ hội để thăng tiến. Thích cuộc sống giàu sang hào nhoáng, dù trong bất cứ tình huống nào cũng muốn trở nên nổi bật trong mắt người khác. Thực tế mà nói thì Dậu là người gặp nhiều may mắn, cuộc đời cũng đạt được nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên con giáp này vốn là người yêu thích nghệ thuật nên sống bay bổng, thiếu thực tế khiến cho cơ hội lần lượt bay mất. Trong tình yêu, đây là người chung thủy, sống hết lòng vì người mình yêu. Nhưng những điều đó có thể thay đổi sau khi kết hôn. Đàn ông tuổi này nên lấy vợ là cô gái hiền thục, nho nhã, khoan dung độ lượng. Nữ mệnh nên chọn chồng là người đàn ông chân thành, đôn hậu là hơn. Điểm nổi bật của người tuổi Dậu có lẽ chính là sự thông minh lanh lợi của bạn. Con giáp này học một biết 10, khả năng lĩnh ngộ cực cao, giỏi ứng biến, không bị những chuyện bất ngờ làm cho căng thẳng mà vẫn tìm được cách giải quyết hiệu quả. Khi làm việc, người tuổi Dậu rất nghiêm túc, không bao giờ có chuyện làm qua loa lấy lệ, thậm chí có lúc còn khiến người khác thấy căng thẳng vì những đòi hỏi yêu cầu khắt khe của mình. Nhưng đa phần bạn rất chu đáo với mọi người, làm gì cũng suy nghĩ thấu đáo rồi mới hành động, biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Người quen biết lâu ngày đều sẽ hiểu bạn là người nhân hậu đến thế nào. Con giáp này ngoài khả năng phán đoán tốt thì còn có tài lãnh đạo, biết cách sắp xếp công việc, quản lý nhân viên, được người dưới tâm phục khẩu phục. Có trái tim chính nghĩa, người tuổi Dậu không quản ngại khó khăn vất vả để làm chuyện tốt, có tiềm năng trở thành luật sư, kiểm sát viên.
người cầm tinh con gà mạnh mẽ, đáng tin cậy, sống ngay thẳng và trung thực. Họ rất có tham vọng và chưa bao giờ để mất lòng ai. Luôn chủ động tích cực trong sự nghiệp, họ có khả năng đối mặt với mọi vấn đề một cách tỉnh táo. Tử vi dự báo đúng 3 ngày tới, tuổi Dậu có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp. Vận may luôn ở bên tuổi Dậu nên họ có thể thực hiện hóa ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung, tuổi Dậu sẽ từ biệt nghèo khó, cuộc đời bước sang trang mới. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Dậu may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 3 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969. Tam hội cũng là cơ hội để tuổi Kỷ Dậu có thể giao lưu với những người bạn mới trong ngày hôm nay. Sự tương tác giữa bạn và gia đình ngày một tốt đẹp nhờ vào sự thấu hiểu và những cuộc trò chuyện thân tình chân thật. Nếu con giáp tuổi Kỷ Dậu đang tìm kiếm nguồn đầu tư tài chính thì hãy cân nhắc thời điểm vàng hiện tại. Nhờ có thiên tài mà nhiều người có được doanh thu như ý, tiền bạc dồi dào hơn trước rất nhiều. Khía cạnh sức khỏe không phải là vấn đề mà bản mệnh cảm thấy lo lắng trong thời gian này, khi mà bạn có kế hoạch chăm sóc bản thân rất chu đáo. Tuy nhiên, việc tập luyện nhiều cũng không quan trọng, là phải điều độ và ở mức vừa phải thôi nhé. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường đỏ trắng, quý nhân phù trợ Dậu Thân, con số may mắn 7-80-22. Thứ hai, tuổi Tân Dậu sinh năm 1981. Tử vi 3 ngày tới của 12 con giáp, chính tài hỗ trợ để các nguồn thu sớm đổ về với con giáp tuổi Tân Dậu trong 3 ngày tới. Không những thế, một vài khách hàng quan trọng đã và đang bắt đầu để ý đến những ý tưởng kinh doanh đầy sáng tạo của bạn, từ đó mà mang tới cơ hội tiền bạc mà chính bạn không ngờ tới. Tình hình sức khỏe đã được đề cập rất nhiều, nhưng không có nghĩa là bạn chủ quan cho qua, nhất là mùa này dịch bệnh rất nhiều. Bạn cần ăn uống khoa học, nghỉ ngơi lành mạnh để tăng sức đề kháng chống chọi với bệnh tật. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, hồng, tím, quý nhân phù trợ, Tuất, Dần, Mùi, con số may mắn 716341. Thứ ba, tuổi Quý Dậu sinh năm 1993. Nhân khi có tam hội thì con giáp tuổi Quý Dậu hãy dành thêm thời gian để chăm sóc cho gia đình nhé, vì biết đâu họ cũng đang trông đợi bạn từng ngày. 3 ngày tới cũng hợp cho việc hợp tác làm ăn, hãy tìm cho mình một người đồng hành đáng tin cậy để cùng chiến đấu nhé. Nên lưu ý rằng nguồn vốn và lợi nhuận luôn rõ ràng giữa các bên. Chính quan nâng đỡ con giáp tuổi Quý Dậu cho thấy lúc này cũng đã đến lúc làm mới cuộc sống cá nhân bằng những kiến thức mới. Bản mệnh cũng có thể học hỏi thêm những kỹ năng mềm như vẽ tranh, nấu ăn, làm nến hoặc bổ sung những kiến thức chuyên ngành. Thổ hỏa tương sinh, hậu thuẫn cho kế hoạch kiếm tiền của bản mệnh. Có thể ngay lúc này số tiền đó chưa được nhiều nhưng cũng giúp bạn tránh rơi vào trường hợp khó khăn. Ngoài ra chúng đảm bảo để cho bạn có được nền tảng tốt, an tâm hơn. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng xanh, quý nhân phù trợ Ngọ, Mão, Hợi, con số may mắn 054779. Vị trí thứ hai xin chúc mừng tuổi Tý. Người tuổi Tý là người cá tính và nhiều lúc có xu hướng trở thành những người cực đoan. Tuy thích được khẳng định bản thân nhưng lại không thích sai khiến người khác, nên họ làm rất tốt vai trò lãnh đạo. Khi thương lượng hay ra quyết định cho việc gì, họ vô cùng lý trí và luôn đặt quyền lợi của mình lên trước. Họ ít khi để cảm xúc lấn át quyết định của mình, là người cứng rắn, thông minh và có ý chí, sắt đá và ý thức bẩm sinh. Họ thích quyền lực địa vị cao và có sức cuốn hút riêng vì vẻ lạnh lùng và con người mạnh mẽ của họ. Khi đối mặt với khó khăn, người tuổi Tý luôn cố gắng tìm mọi cách khác nhau để vượt qua thử thách. Khi đã lên kế hoạch cho việc gì, họ kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Thậm chí trước mặt đối thủ họ cũng không thể hiện sự tức giận nhưng vẫn âm thầm tìm cách đáp trả. Họ hiếm khi thể hiện cảm xúc nên khó có thể hiểu thực sự họ đang nghĩ gì. Bạn chỉ biết rằng họ nghĩ rất nhanh chóng và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Với tính cách bẩm sinh kiên cường mạnh mẽ, người tuổi Tý quyết đoán trong mọi việc nên dường như không có việc gì có thể làm chùn bước họ.
Vì thế, những công việc đòi hỏi trí tuệ có tinh thần trách nhiệm cao, họ đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vốn là người đề cao vai trò của tiền bạc, nên những người tuổi Tý luôn nỗ lực để có nhiều tiền nhất có thể. Họ sẵn sàng làm nhiều việc cùng một lúc và thích nghi bằng cách ghi nhớ nhanh để công việc hiệu quả nhất có thể trong một khoảng thời gian ngắn. Người tuổi Tý đam mê quyền lực nên khi còn là nhân viên, họ biết chọn thời cơ để đưa mình tới vị trí cao hơn. Họ khá thực dụng, đặt vai trò của mình lên trên hết nên có thể dẹp chuyện tình cảm sang một bên để đạt được mục đích mình đã đề ra. Nếu đã trở thành lãnh đạo, sự ấm áp của họ đủ thu phục nhân viên của mình. Họ không dùng sự quát tháo để tỏ ra uy lực mà bằng sự khéo léo của mình. Tuy nhiên, họ là người cẩn thận kỹ tính và biết giữ khoảng cách vừa phải để nhân viên tôn trọng, nể phục và yêu mến họ. Người cầm tinh con chuột có tính cách kiên định và độc lập, có lòng tự tôn mạnh mẽ. Trong công việc và cuộc sống, tuổi Tý có tinh thần trách nhiệm cao, ghét cuộc sống tầm thường, luôn vượt qua trở ngại và phấn đấu để đạt được cuộc sống như ý. Tử vi dự báo 3 ngày tới, vận thế của người tuổi Tý có nhiều thay đổi, tài lộc ngày càng dồi dào. Với kinh nghiệm thương trường của mình, tuổi Tý sẽ gặt hái thành quả hưng thịnh, ngân khố không ngừng tăng lên, gia đình hòa thuận hạnh phúc. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Tý may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 3 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Căn cứ tử vi đúng 3 ngày tới, nhị hợp phù trợ, người tuổi Canh Tý nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người. Thế nhưng đôi khi bạn lại làm việc khá do dự, thiếu quyết đoán. Một khi đã băn khoăn thì bạn thường phải mất rất lâu mới đưa ra được quyết định cuối cùng. 3 ngày tới rất thích hợp để hợp tác làm ăn. Vì thế, những ai làm công việc kinh doanh, đầu tư nên quyết định hợp tác với đối tác. Cứ chần chừ quá lâu thì cơ hội sẽ trôi qua, bạn sẽ bỏ phí một khoản kha khá đấy. Thổ sinh kim, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định, đôi bên thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau. Nhiều thời điểm người ấy đã giúp bạn đưa ra những định hướng rất chính xác trong những tình huống khó khăn. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng nâu. Quý nhân phù trợ Tý, Mão, Thân, con số may mắn 925881. Thứ hai, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Xem tử vi 3 ngày tới, chính tài chiếu mệnh, người tuổi Nhâm Tý có cơ hội phát tài trong 3 ngày tới. Cho dù bạn làm ở bất cứ ngành nghề gì đi chăng nữa, nếu làm nhân viên, bạn sẽ nhận được sự yêu quý của lãnh đạo và được thưởng vì cống hiến từ trước đến nay. Nếu là người buôn bán lương thiện, bạn nhận được sự tin tưởng của nhiều khách hàng. Đây chính là cơ sở để bạn làm ăn ngày càng phát đạt trong tương lai. Dù có làm ăn lớn thế nào đi chăng nữa, cũng đừng quên mục đích tốt đẹp ban đầu của mình. Tuy nhiên, kim khắc mộc, tình cảm của con giáp này và người nhà chưa chắc đã được yên bình. Đôi bên có thể xích mích mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó trong cuộc sống. Khuyên bản mệnh hãy đặt mình vào vị trí đối phương và thử thay đổi góc độ suy nghĩ xem sao. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, xanh rêu, quý nhân phù trợ, Mão, Thìn, Hợi, con số may mắn 962165. Thứ 3, tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Chính quan là một dấu hiệu cực kỳ may mắn cho những người tuổi Giáp Tý vẫn đang phấn đấu vì sự nghiệp. Bản mệnh có thể được cấp trên coi trọng vì tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc của mình. Suy nghĩ cởi mở hơn sẽ giúp con đường thăng quan tiến chức của bạn ngày càng sáng lạn. Vì những cố gắng từ trước đến nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên một chức vụ xứng đáng hơn với năng lực của mình. Hãy coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng trong tương lai, để những kẻ không phục phải tâm phục khẩu phục. Hỏa khắc kim, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình. Bản mệnh không nên trút những cơn nóng giận lên đầu người thân thiết nhất một cách vô cớ như vậy, bởi mọi hành động của người ấy chỉ xuất phát từ sự quan tâm. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường hồng tím, quý nhân phù trợ Ngọ, Mùi, Thân, con số may mắn 378214. Vị trí thứ 3 xin chúc mừng tuổi Sửu. Tuổi Sửu là sự kết hợp khá kỳ diệu của sự mâu thuẫn giữa tính cách xảo quyệt, nhanh trí của con người làm việc tỉ mỉ, thận trọng. Họ thường sử dụng trực giác để dự đoán cách ứng xử một cách khôn khéo, tránh gây mâu thuẫn trong các cuộc đối thoại với mục đích đạt được
đã được nêu ra. Tuy không phải là người có tính hài hước bẩm sinh, nhưng họ cũng có tài ăn nói, có thể tạo được nhiều mối quan hệ tốt. Với tinh thần luôn hướng về phía trước, họ luôn cố gắng suy nghĩ tích cực để đảm bảo rằng bản thân không thể suy sụp vì bất cứ điều gì. Với tính cách tuổi Sửu, họ thường ưu thế hơn người khác, vì dù bất cứ làm công việc gì, họ đều mong muốn được trả lương cao, bước tới đỉnh cao danh vọng. Đó là lý do họ tập trung hầu hết thời gian nỗ lực để đạt được thành công. Người tuổi Sửu nếu quá tham vọng, họ hay ghen tị với thành công của người khác. Thậm chí những người này không ngại dùng biện pháp bạo lực để hạ bệ đối phương. Những người tuổi Sửu là người đặc biệt có kỹ năng lãnh đạo và thường trở thành trưởng nhóm. Ngay cả khi nhóm không cần người đứng đầu, họ cũng có thể xuất hiện trước công chúng và nổi bật trong vai trò là một nhà diễn thiết đầy tài năng. Với tính cách tuổi Sửu đam mê tiền và quyền lực, nên những công việc đảm bảo được những tiêu chí này thường tạo ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Nếu là nhân viên, đức tính cần cù có thể từng bước mang lại cho họ nhiều cơ hội phát triển trong công việc. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, không ít người trong số họ gây dựng được sự nghiệp lớn cho bản thân. Nếu có cơ hội có thể lãnh đạo đông đảo công chúng, làm nên những phần việc vĩ đại hoặc tiến hành một công cuộc đổi mới nào đó. Bản tính của tuổi Sửu vô cùng mạnh mẽ, cá tính và kiên định, nên người tuổi Sửu có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, tạo nên những bước phát triển vượt bậc cho chính mình. Theo tử vi 3 ngày tới, chính là thời điểm vàng giúp tuổi Sửu đổi đời. Những người tuổi Sửu hãy mạnh tay đầu tư, làm chủ thị trường và gặt hái về những thành công xứng đáng. Cũng từ đây, tuổi Sửu có thể thu vén tài lộc giàu sang phú quý. Bằng năng lực và sự đam mê trong công việc, họ sẽ nhanh chóng gây được ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng. Trong khi đó, người tuổi Sửu làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, gặp được bạn làm ăn uy tín. Từ thời điểm này, sự nghiệp của con giáp này ngày càng nở rộ. Họ cần tập trung nỗ lực hết mình vì và tránh những sai sót. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Sửu may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 3 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Nhờ có tam hội mà con giáp tuổi Tân Sửu muốn hướng về gia đình. Bạn có mục tiêu và động lực hơn khi nghĩ tới họ. Thậm chí có người xem người thân của mình là chỗ dựa tinh thần để vượt qua những khó khăn hiện tại. Đây sẽ là thời gian thuận lợi cho công việc của tuổi Tân Sửu khi có chính quan nâng đỡ. Những cố gắng của bạn trong thời gian qua sắp được đền đáp xứng đáng. Hơn thế nữa, bạn sẽ nhận được lời mời cộng tác cho một dự án mới. Có thể vì say trong công việc nên bạn quên mất việc chăm sóc bản thân mình, nên lưu tâm sức khỏe, tránh để áp lực việc gây tổn công việc mà gây tổn hại cho bản thân. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường hồng trắng. Quý nhân phù trợ, mùi thìn, con số may mắn 48, 55, 39. Thứ hai, tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, thiên ấn phù trợ. Người tuổi Quý Sửu nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên. Nhờ đầu óc linh hoạt và sáng tạo, bạn luôn chọn được những thời điểm thích hợp để thể hiện điểm mạnh của mình, ghi điểm với người khác. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải chú ý quan sát tới hoàn cảnh xung quanh và mọi người hơn. Không phải lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm cho tốt việc của bản thân đã là tốt. Hãy cởi mở và gần gũi hơn với các đồng nghiệp. Thổ sinh kim, mối quan hệ của bạn với gia đình rất hòa hợp. Bạn luôn là một người biết chăm lo cho cả nhà. Bạn hiểu rằng trên đời này, dù có là tiền tài địa vị đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào đánh đổi được tình thân. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường vàng xám, quý nhân phù trợ Mão Ngọ Hợi, con số may mắn 61 13 78. Thứ ba, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985, tam hội nâng đỡ. Người tuổi Ất Sửu thông minh và khéo léo, dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bản mệnh có thể gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Sự nghiệp của bạn cũng có những bước tiến thuận lợi bởi cấp trên đã nhìn nhận ra được điểm mạnh của bạn. Khi đứng ở một vị trí cao hơn, mệnh chủ càng phải cố gắng và phát huy khả năng hơn trước gấp nhiều lần. Xem ngày tốt xấu theo trực, 3 ngày tới thích hợp xuất hành cưới hỏi nhưng không thích hợp động thổ. Vì vậy, nếu có kế hoạch thực hiện công việc này thì bản mệnh nên rời sang những ngày tiếp theo để công việc tiến hành thuận lợi hơn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường trắng bạch kim,
quý nhân phù trợ Tị, Dậu, Tuất, con số may mắn 067782. Vị trí thứ tư xin chúc mừng tuổi Hợi. Người tuổi Hợi là người độc lập có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Bất kể bản thân đang ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa cũng không hề làm họ mất đi lòng tin vào chính mình. Họ là người ưa hành động, luôn nỗ lực gấp đôi gấp ba người bình thường với mong muốn hoàn thành mục tiêu trong cuộc sống. Những người này chỉ vừa hạ quyết tâm thì lập tức hành động ngay. Chính vì thế mà họ ngại việc lập kế hoạch, luôn tin rằng hành động sớm sẽ tốt hơn là chuẩn bị chu đáo. Điều này khiến họ có ưu thế khi biết nắm bắt tận dụng cơ hội tài lộc đến với mình. Những người tuổi Hợi thường rất may mắn, họ có rất nhiều cơ hội tài lộc trong đời, vốn cần cù chịu khó, lại được quý nhân giúp đỡ, nên nguồn thu lúc nào cũng dồi dào. Người tuổi Hợi thường rất thẳng thắn, mạnh dạn, ngay thẳng, không ngại bất cứ việc gì. Bên cạnh những người quý mến vì sự nhiệt tình này của họ thì vẫn có những kẻ ganh ghét vì sự thật thà của họ làm ảnh hưởng tới cuộc sống của một số người. Hầu hết những người tuổi Hợi là người ưa thử thách, nhanh nhẹn, quyết liệt, làm việc gì cũng đến nơi đến chốn nên được mọi người tin tưởng. Họ bền bỉ theo đuổi mục tiêu của mình nên cũng rất dễ có được thành công như ý. Họ là người rất sáng tạo, có nhiều ý tưởng hay ho, tác phong nhanh nhạy. Họ không phù hợp với các công việc tỉ mỉ nhưng lại hợp giao tiếp, không thích hoàn thành công việc một cách chậm chạp. Những người này hào phóng, cởi mở, không sẵn sàng cạnh tranh với người khác. Họ tin rằng ai cũng có thế mạnh và có khả năng để khai thác cơ hội của mình mà không cần phải tranh giành, đấu đá một cách vô nghĩa làm gì. Chính tinh thần lạc quan vui vẻ này mà họ thu hút vận may về mình. Mặc dù bản thân là người có trí thông minh tuyệt vời và khả năng vượt trội, họ vẫn giữ thái độ khiêm tốn và ham học hỏi tìm hiểu. Đúng 3 ngày tới, vận trình tài lộc của tuổi Hợi có dấu hiệu tăng tiến khá rõ ràng trong ngày thực thần độ mệnh. Có thể thấy quyết định đầu tư trước đó của bạn rất sáng suốt và đúng thời cơ nên đã thu về khoản lợi nhuận ngoài sức mong đợi. Với người làm công việc cố định, đường công danh của bản mệnh rộng mở vô cùng. Bạn vốn là người có năng lực, lại thêm một chút may mắn, nên hôm nay chính là dịp để thể hiện bản thân, tạo bước đà vững chắc trên con đường sự nghiệp trước mắt. Con giáp này nhiều khả năng trúng số với giải thưởng lớn, thậm chí là giải đặc biệt. Giai đoạn này chính là lúc mà tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Hợi may mắn nhất và cẩm nang vượng vận đúng 3 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959. Xem bói tử vi cho thấy, nhờ có nhị hợp nâng đỡ, người tuổi Kỷ Hợi được mọi người yêu mến và tin tưởng. Tuy nhiên, chính bạn lại thấy thiếu tin tưởng vào bản thân, mơ hồ vì chưa tìm ra hướng đi cho mình. Khó có thể đưa ra sự lựa chọn quyết đoán. Nếu muốn đưa ra những quyết định chính xác, bạn nên xác định cho rõ điểm mạnh của mình cũng như điều mà mình mong muốn là gì. Ngoài ra, bạn cũng đừng ngại xin ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Họ chắc chắn sẽ không ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm cho bạn đâu. Thổ sinh kim cho thấy, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm ổn định. Vợ chồng bạn thường hay chia sẻ và tâm sự với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Nửa kia luôn khiến bạn cảm thấy an tâm mỗi khi đối diện với sóng gió. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường vàng nâu, quý nhân phù trợ Tí, Mão, Thân, con số may mắn 244339. Thứ hai, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971. Chính tài là dấu hiệu may mắn đối với người tuổi Tân Hợi trên con đường tài lộc. Bạn có thể được thưởng nóng hoặc được tăng lương vì những cống hiến trong suốt thời gian qua. Có thể thấy rằng những cố gắng của bạn không hề uổng phí, cấp trên đều có thể nhìn nhận và đánh giá chính xác. Nếu là người làm sản xuất kinh doanh, bạn có thể tìm được những đối tác hoặc khách hàng tiềm năng giúp bạn tăng số lượng tiêu thụ sản phẩm hoặc mở rộng thị trường. Đây cũng là một trong những thành công đáng kể vào thời điểm này. Hỏa khắc kim còn cho thấy, con giáp này thường hay nổi nóng với nửa kia của mình một cách vô lý, khiến tình cảm đôi bên rạn nứt. Nếu cảm thấy khó chịu trong lòng, bạn hãy nhẹ nhàng tâm sự với người ấy để đôi bên có thể cùng nhau giải quyết vấn đề. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, hồng, tím, quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân, con số may mắn 95, 51, 22. Thứ ba, tuổi Quý Hợi sinh năm 1983.
Tử vi đúng 3 ngày tới của 12 con giáp, tam hội giúp các mối quan hệ xã giao của người tuổi Quý Hợi tiến triển tốt đẹp, thậm chí bản mệnh có thể gây ấn tượng mạnh mẽ với cả quý nhân, và quý nhân sẽ sẵn sàng chỉ cho bạn những đường lối phát triển đúng đắn. Sự nghiệp của bạn dần có những bước phát triển thuận lợi hơn. Sau khi gây ấn tượng với lãnh đạo, bạn có cơ hội được trọng dụng. Hãy chủ động nhận giải quyết những nhiệm vụ quan trọng hơn, giúp phát huy năng lực, khẳng định vị thế. Xem ngày tốt xấu theo trực, 3 ngày tới là thời điểm tốt với xuất hành, giá thú nhưng tránh động thổ. Vì vậy, bạn nên lên kế hoạch thực hiện công việc phù hợp vào ngày hôm nay. Có như vậy thì quá trình thực hiện mới gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạch kim, quý nhân phù trợ, tỵ, dậu, tuất, con số may mắn 19, 84, 43. Vị trí cuối cùng xin chúc mừng tuổi Mão. Người tuổi Mão có sức hấp dẫn rất lớn, họ thông minh tài năng lại có óc hài hước, thái độ thân thiện dễ gần nên rất dễ dàng chiếm được lòng tin của người khác. Họ được nhiều người tin tưởng hợp tác, cũng có nhiều người ngưỡng mộ. Người này có khí chất cao, nhân duyên tốt, đi đâu cũng được người nâng đỡ, cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp khâm phục, bạn bè yêu mến. Người tuổi Mão có tài năng ăn nói, họ thoải mái lựa chọn đề tài, vốn hiểu biết phong phú, lại có khả năng quan sát nhìn nhận mọi việc chính xác và thấu đáo. Dù nói chuyện với ai, họ cũng đều tinh tế nắm bắt được tâm tư của người đối diện để khiến họ vui lòng. Tính cách của người tuổi Mão trong công việc khá cẩn thận, tỉ mỉ, sắp xếp công việc đâu ra đó. Dù gặp khó khăn cũng linh hoạt ứng phó, thuận lợi hóa giải nguy cơ. Họ thường hay cảm thấy tâm hồn cô độc và trống rỗng, nên đầu tư hết thời gian và tâm sức theo đuổi, tìm hiểu nghệ thuật. Những người này có tài năng thiên phú, có cảm nhận nghệ thuật sâu sắc hơn người. Người này rất giỏi chuyện giao tế, xử sự khéo léo, không làm mất lòng ai. Họ cũng rất tin tưởng vào người mình yêu. Khi theo đuổi đối tượng, họ thường từ từ tiếp cận, tấn công lặng lẽ, lựa lúc đối tượng không phòng bị mà thừa cơ lấn tới. Dù tình địch có lớn mạnh đến đâu thì cũng phải bại trận dưới tay họ. Những người sinh năm Mão luôn ao ước có cuộc sống hôn nhân kỳ diệu. Dù kết hôn vẫn không thiếu lãng mạn, họ sẽ thường xuyên có những buổi hẹn hò ăn tối hay tặng hoa tặng quà để bạn đời luôn có cảm giác mới mẻ như thuở mới yêu. Với con cái, họ thường không quá nuông chiều mà cố gắng rèn luyện cho con khả năng tự lập. Người này nho nhã phong độ, càng trưởng thành càng chín chắn, tỏa ra sức quyến rũ không ngờ. Tuy nhiên, dù có bao nhiêu người theo đuổi thì họ vẫn sẽ không động lòng mà chung thủy sát son với một nửa của mình. Họ hiểu thế nào là hạnh phúc và trân trọng những gì mình đang có. Theo tử vi 12 con giáp, người sinh tuổi Mão luôn năng nổ tràn đầy nhiệt huyết. Họ là con giáp tài giỏi sáng tạo và luôn là chủ nhân của những ý tưởng mới lạ. Con giáp này khá cầu toàn, luôn đưa ra những yêu cầu cao với bản thân và những cộng sự. Nếu quyết tâm trong công việc, con giáp tuổi Mão có thể đạt tới thành công trong thời gian ngắn. Họ được đồng nghiệp nể phục, cấp trên tin tưởng. Đúng 3 ngày tới, khoảng thời điểm con giáp tuổi Mão có những bứt phá ngoạn mục trong công việc, người làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, có cơ hội thăng chức tăng lương. Những người có ý định chuyển công việc thì đây là cơ hội tốt để họ tìm kiếm những cơ hội mới. Sau đây là vận trình chi tiết của những tuổi Mão may mắn nhất và cầm năng vượng vận đúng 3 ngày tới. Thứ nhất, tuổi Quý Mão sinh năm 1963, ngày tam hội xuất hiện cho thấy người nào đó mà người tuổi Quý Mão hết sức quan tâm và yêu mến sẽ âm thầm xây dựng một mối quan hệ. 3 ngày tới rất tốt cho những buổi gặp gỡ, bàn bạc làm ăn. Một việc nào đó dưới tác động của thiên quan khiến cho con giáp tuổi Quý Mão nghĩ rằng mình là kẻ ngốc, bạn đang bị mọi người lợi dụng. Trên thực tế, không phải mọi việc không như bạn vẫn nghĩ đâu, nên suy nghĩ khách quan hơn thì bạn mới tìm được giải pháp nhé. Mộc thổ xung khắc nhắc nhở bản mệnh, nếu không muốn rơi vào phiền toái, hồ nghi, ghen tuông trong một mối quan hệ, thì ngay từ đầu hãy thẳng thắn nói ra những suy nghĩ của mình, những điều mà bạn muốn trong chính mối quan hệ này. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, nâu, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Con số may mắn 3, 15, 57. Thứ hai, tuổi Ất Mão sinh năm 1975, tử vi đúng 3 ngày tới, chính ấn giúp cho công việc của con giáp tuổi Ất Mão suôn sẻ, thuận lợi hơn khi bạn rất chủ động trong công việc.
3 ngày tới rất tốt cho ai muốn thực hiện những nhiệm vụ liên quan tới việc cải thiện cấp bậc trong sự nghiệp của mình. Ngũ hành tương sinh dự báo có ai đó lại là tác nhân tốt đẹp giúp tình cảm của bản mệnh và một nửa của bạn trở nên tốt đẹp bất ngờ. Hơn nữa, bạn được sống thật với con người, với cảm xúc của mình nên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, hồng, đỏ, quý nhân phù trợ, Tý, Thìn, con số may mắn 609402. Thứ ba, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Với người tuổi Đinh Mão thì 3 ngày tới là thời điểm tiền vào như nước, cần phải nhanh chóng nắm bắt thời cơ kiếm tiền đi thôi. Thiên tài cho thấy đây là vận may hiếm có của con giáp này đấy. Bản mệnh chỉ cần dựa vào nghề tay trái cũng có thể có được cho mình một khoản thu nhập không tồi rồi. Dù tuổi Đinh Mão cũng có lúc thấy mệt mỏi và nản lòng, nhưng nhìn thấy thành quả là lại được tiếp thêm sức lực. Tử vi đúng 3 ngày tới, mộc khí đương vượng, những chú mèo cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt chú ý dưỡng sinh cho gan. Những ai có tiền sử bệnh gan càng phải lưu ý hơn, tránh căng thẳng suy nghĩ quá nhiều. Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi, con số may mắn 346781.